Thưa nhà báo là chắt chiu từng đồng từng cắt, sau đó thì phải thắt lưng buộc bụng, rồi nếu như mà ốm đau thì lại phải đi viện và lại phải vay tiền nữa. Vậy thì liệu rằng là đây có phải là cái cuộc sống chung của những cái người dân di cư ra thành phố để lập nghiệp không ạ? Có thể nói rằng cái là đây là một bức tranh toàn cảnh, không những là chỉ ở các cái khu vực ven thành phố, kể cả còn các cái khu chế xuất, thế rồi là khu công nghiệp nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng cái là các cái khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng ở sông Hồng, các cái khu vực ở phía Bắc ở miền Trung, thì chúng ta thấy là cái lao động nông nghiệp nó quá khó khăn và cái thu nhập của người ta lại quá thấp. Do vậy là vì mưu sinh, vì cuộc sống và vì việc làm và thu nhập buộc người ta là phải đi tìm kiếm cái việc làm. Cho nên đó là cái làn sóng người ở nông thôn ra thành phố càng ngày càng đông và càng nhiều khoảng 10 năm gần đây. Thì trong giới báo chí thì người ta dùng một cái từ rất là hay, đó chính là ở nông thôn đã xuất hiện các làng rỗng vắng, kể cả những cái lực lượng lao động trẻ ở trong cái nông nghiệp, và nông thôn đã trở thành như vậy là có những cái vùng nó mất đi những cái tiếng cười và những cái sinh hoạt của đoàn thanh niên ở cái nơi đó. Dạ vâng, vậy thì ra thành phố với lại một cái mong ước là lập nghiệp cũng như là đổi đời. Tuy nhiên thì có rất nhiều những cái người lao động thì khi ra thành phố thấy rằng là lương thì thấp này, chi tiêu thì lại vô cùng là đắt đỏ. Họ thậm chí là còn không lo được cho con cái mình mà lại phải gửi ngược lại con cái về quê để cho ông bà nuôi. Vậy thì nhà báo nghĩ sao về việc này ạ? Trước hết chúng ta thấy là cái đối tượng lao động mà đi ra thành phố nó không phải là do sức hút của thành phố đem lại cho họ, mà chính là cái việc tìm việc làm, tăng thu nhập để lo cho cái ăn, cái mặc, cái ở, cái đi lại và cái học hành chữa bệnh. Thế thì như vậy toàn bộ những cái điều kiện sống tối thiểu đó nó phải đặt ở trên việc làm và thu nhập của người nông thôn. Như vậy do việc làm ít, do thu nhập kém thì buộc người ta phải ra thành phố. Mà khi đã đi ra thành phố thì chúng ta thấy rằng nó có những người lao động ở nông thôn phải đối mặt với khá nhiều. Cái thứ nhất đó là cái sức chi tiêu ở trong thành phố nó rất là cao, mà thậm chí nó gấp 3 đến gấp 4 lần đối với lại ở nông thôn. Thứ hai đó là trẻ em mà ở thành phố thì chúng ta thấy rằng đây là học tập thì nó phải phụ thuộc vào hộ khẩu. Thứ hai đi viện thì lại phụ thuộc vào cái bảo hiểm, lại không phải quay là về quê. Dạ vâng, và theo như chia sẻ của các nhân vật ở trong phóng sự mà chúng ta vừa xem ạ, thì họ ra thành phố mưu sinh bởi vì là ở quê thì không có việc mà làm. Trong khi đó thì rõ ràng là những năm qua Đảng và Nhà nước ta cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để có thể giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Vậy thì vì sao người lao động nông thôn lại vẫn cứ vươn ra thành phố như vậy ạ? Vâng, nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng ở đây chúng ta có thể là chọn ra hai cái nguyên nhân cơ bản. Cái nguyên nhân thứ nhất đấy là vẫn là lao động nông nghiệp trong thời gian vừa rồi có thu nhập rất là thấp và nông sản của người ta bán thì hết sức là khó khăn. Cái điều tiếp theo là các cái làng nghề trong quá trình và hội nhập thì chúng ta thấy là chưa đủ sức để tạo ra việc làm và tạo ra cái sức thu nhập mới, do hàng hóa xuất khẩu của các cái làng nghề của chúng ta hết sức khó khăn. Cho nên là việc làm và thu nhập đã giảm thì buộc người ta phải tìm đến những cái nơi có thu nhập cao hơn. Như vậy là tiếng gọi về việc làm, tiếng gọi về thu nhập vẫn là tiếng gọi lớn nhất, thường xuyên nhất và áp lực đối với lại những người lao động ở nông thôn. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải thừa nhận rằng là cái đời sống tinh thần ở nông thôn so với lại thành phố nó có một cái khoảng cách xa vời vợi, từ cái tiếp cận thông tin, từ đến cái kết nối với lại bạn bè. Cái thứ ba đó là hưởng thụ cái đời sống về tinh thần do nó có mức chênh lệch quá, mà đặc biệt là lao động trẻ thì người ta lại rất muốn cởi mở với xã hội, kết nối với xã hội và học hỏi những văn hóa ở những cái nơi khác. Kể cả những cái xã mà đã đạt được cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì một loạt các cái thiết chế gần như là không có tác dụng. Tôi nói ví dụ thư viện ít sách và không được mượn sách. Thứ hai nữa là sân thể thao thì chúng ta thấy rằng cái là không đủ điều kiện. Cái thứ ba nữa là các cái sinh hoạt của đoàn thanh niên về văn hóa, về văn nghệ thì chúng ta thấy là nó tụt xuống đến cái mức độ rất là thấp. Dạ vâng, vậy thì theo cái quan điểm của nhà báo là với cái nền kinh tế xã hội như hiện tại của chúng ta thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào để có thể kéo được cái lao động nông thôn quay trở lại chính địa phương của họ ạ? Vâng, theo tôi thì cần phải có bốn cái giải pháp cùng một lúc. Cái giải pháp thứ nhất đấy là chúng ta phải hỗ trợ các cái điều kiện để cho người nông dân lao động ở trong nông nghiệp
những người lao động trẻ ở trong các cái làng nghề mà người ta phải được tiếp cận để giải phóng cái năng lực của người ta về việc làm. Và khi người ta đã có việc làm, có thu nhập thì cái con đường đi ra thành phố nó sẽ bớt đi. Thế thì hỗ trợ ở đây là gì? Hỗ trợ thứ nhất là người ta phải được quyền tiếp cận vốn. Thế là được vay vốn một cách dễ dàng. Và khi người ta đã thực hiện đầu tư cho sản xuất thì người ta sẽ có những cái điều kiện để mà thực hiện nó để tăng thêm thu nhập. Cái điều thứ hai nữa đó là phải nâng cao cái chất lượng hoạt động của các cái thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí. Cái điều thứ ba nữa là chúng ta phải củng cố và nâng cao cái chất lượng hoạt động của đoàn thanh niên. Để làm sao? Để đoàn thanh niên là nơi tập hợp thanh niên, là nơi tổ chức những lao động trẻ và nơi phát ra để cho họ khởi nghiệp và có ý cái làm giàu. Và cái điều cuối cùng đó chính là cái chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thế rồi là liên kết giữa lao động nông thôn với lại các cái doanh nghiệp và các cái cụm khu công nghiệp ở trên địa bàn dân cư, nó phải thật sự tạo ra việc làm, là phải tạo ra thu nhập và phải tạo ra được kỹ năng lao động tiến bộ ngày một cao hơn đối với lớp trẻ. Chính bốn yếu tố nó đồng thời cộng lại bằng chính sách, bằng việc làm, bằng hỗ trợ thì đó chính là những điều kiện tốt nhất để mà làm sao giữ được lao động trẻ ở nông thôn. Quay trở lại với lại câu chuyện mưu sinh ở thành phố thì ngoài cái việc mà chi tiêu đắt đỏ thì theo nhà báo là những cái lao động nông thôn di cư ra thành phố như vậy thì họ còn phải đối mặt với những vấn đề gì nữa? Người ta phải đối mặt với ba cái lớn. Cái đối mặt cái thứ nhất là sức khỏe giảm, bệnh tật dễ phát sinh và cận kề, bởi vì trong cái điều kiện của người ta đi làm phải thuê ở những cái nhà cấp 4 thấp, ẩm, thứ rồi là thiếu cả ánh sáng. Đối mặt thứ hai nữa, đó là nơi mà người lao động người ta đi suốt ngày và thiếu cái điều kiện để bảo quản. Thì chúng ta thấy xuất hiện là cái mối an toàn về mặt xã hội, đấy là một cái vùng đất cho tội phạm nó sinh sống. Những cái phút mà con người ở nông thôn mà người ta mất đi cái mối liên hệ thường xuyên với lại gia đình và bạn bè thì rất dễ bột phát và nảy sinh vướng mắc vào tai nạn xã hội. Tôi nói rượu chè, cờ bạc, thậm chí mại dâm nữa. Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, là nhà báo có đánh giá như thế nào về hai cái mô hình là hỗ trợ lao động di cư tiếp cận được với an sinh xã hội và cải thiện được đời sống sinh kế của mình? Vâng, tôi đánh giá ở mô hình này có hai cái ưu điểm lớn. Ưu điểm thứ nhất là bản thân những người lao động ở nông thôn lên, người ta đã chủ động liên kết và hợp tác với nhau và lấy cái tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để mà tồn tại và để đảm bảo cho cái sự an toàn. Cái điều thứ hai nữa đó chính là sự vào cuộc của các cái tổ chức đoàn thể, thế rồi là của các cái tổ chức xã hội và nghề nghiệp đã trợ giúp cho người nông dân. Chính đó là tình yêu thương đùm bọc, và người ta có chung một cái quan điểm như thế này: vì sự phát triển của thành phố, để như vậy là cùng với lao động nông thôn để giải quyết những cái vấn đề mà thành phố còn thiếu. Thì tôi cho đó là cái tư duy về mặt phát triển đã tạo điều kiện cho người ta có được những cái mô hình tốt hơn. Dạ vâng, như câu kết cuối cùng của phóng sự vừa rồi, đó là còn hàng triệu những lao động di cư ra thành phố đang cần được hỗ trợ. Vậy thì theo nhà báo chúng ta cần phải làm cách nào để có thể nhân rộng được những cái mô hình này ra? Cái thứ nhất là chúng ta phải tuyên truyền rộng rãi cho đến tất cả những người có nhu cầu đi lao động xa quê. Thì cả cái nơi xuất xứ, có nghĩa là ở nông thôn và cho đến nơi đến, thì đều phải như vậy, là tuyên truyền cho họ biết là khi đến thành phố phải đối mặt với những cái gì và họ phải chuẩn bị năng lực để giải quyết với cái hoàn cảnh mới. Cái điều thứ hai nữa đó là các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần phải tăng cường hoạt động tự nguyện để giúp đỡ người ta. Ví dụ như là sinh viên, công an thì anh phải trợ giúp người ta về mặt pháp luật. Thế rồi là địa bàn ở trên khu dân cư là phụ nữ, hội người cao tuổi chẳng hạn, sẽ giúp người ta về tình hình của địa phương và những kỹ năng để giải quyết. Thế và cần phải xử lý những cái động tác và mối liên hệ như thế nào. Cái điều thứ ba nữa là chính quyền của thành phố phải cần phải coi đây là sự hài hòa và cái quyền của người lao động ở nông thôn. Người ta được quyền đi tìm việc làm và tìm được thu nhập, chứ không phải là người ta là thân phận của những người đi làm thuê để mà người ta kiếm sống. Anh phải coi đó là một cái sự phát triển. Và tôi cho rằng là cần cái hoạt động của sinh viên tự nguyện ở các cái trường đại học để mà làm sao chia sẻ, lắng nghe và giúp đỡ người ta. Nếu như các cái điều kiện đó nó hợp lại với nhau thì cái mô hình này nó sẽ được phát triển và nó sẽ được cái là tổ chức là rộng rãi và người lao động sẽ bớt đi rất nhiều những cái khó khăn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết của nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Và cuộc trò chuyện vừa rồi với nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng đã kết thúc mục tiêu điểm của chúng tôi ngày hôm nay.